chỉ đạo giảm nghèo bền vững, tỉnh yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm nay. Hiệu ứng kép từ mô hình chuyển giao kỹ thuật y tế cho cơ sở. Xứng đáng với niềm tin, phóng sự nhân ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày 4 tháng 10. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ năm ngày 5 tháng 10. Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Huế ngày mới. Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện A Lưới về công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2023 và giải pháp trọng tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023. Chủ trì buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Nằm trong 74 huyện nghèo toàn quốc, qua rà soát hộ nghèo đa chiều cuối năm 2021, toàn huyện A Lưới có hơn 7.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 50%, có gần 2.200 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 15,5%. Qua gần 2 năm triển khai công tác giảm nghèo bền vững, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự triển khai quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã thực hiện tổ công tác tuyên truyền, vận động, huy động phân bổ hợp lý nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Năm 2022, hộ nghèo giảm xuống còn 5.399 hộ, giảm 1.623 hộ, chiếm 38,2%. Năm 2023, dự kiến hộ nghèo giảm gần 1.900 hộ, còn lại hơn 3.500 hộ, tương ứng 24,91%, đủ điều kiện để đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023. Tại buổi làm việc, Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện, đại diện chính quyền cấp xã, già làng, thôn trưởng, cán bộ làm công tác mặt trận địa phương đã dành thời gian trao đổi lắng nghe những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh chỉ đạo và phối hợp thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực giảm nghèo huyện trong thời gian qua, khẳng định tiến trình giảm nghèo của huyện A Lưới gắn với tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nên vấn đề giảm nghèo phải thực chất để thực hiện triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành việc đánh giá, tiếp tục tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo năm 2023. Tập trung huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả việc xóa nhà tạm và tạo sinh kế lâu dài cho người dân, các sở ngành tỉnh và các phòng ban của huyện hướng dẫn cụ thể kịp thời các vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giảm nghèo bền vững tại địa phương, nhất là tuyên truyền các hộ nghèo về ý thức thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước, phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, trưởng bản trong công tác giảm nghèo, quan tâm hơn nữa các hộ bảo trợ xã hội, neo đơn, yếu thế trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai mô hình mẫu chuyển đổi số xã Phong An. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông công bố sản phẩm và kế hoạch triển khai mô hình mẫu chuyển đổi số xã Phong An. Với mục tiêu chuyển đổi phát triển dịch vụ đô thị thông minh, phải lấy người dân làm trung tâm, chính là phải làm sao để mỗi người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, người dân làm chủ được Huế S và thụ hưởng được các dịch vụ trên Huế S. Đồng thời, Huế S chính là tỉnh đặc thù trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh để hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài triển khai các sản phẩm chính của mô hình, chuyển đổi số cấp xã sẽ có các sản phẩm hỗ trợ cần triển khai, bao gồm thu thập địa chỉ số, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống hỗ trợ thực hiện báo cáo kinh tế xã hội, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, điểm thanh toán không dùng tiền mặt, du lịch chủ động, mạng lưới wifi công cộng, hỗ trợ điện thoại cho người dân hộ nghèo và cận nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Thông tin và Truyền thông về mô hình chuyển đổi số tại xã Phong An. Trên cơ sở đối tượng hướng đến là người dân, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cần có báo cáo đánh giá cụ thể, ra soát các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo xã huyện cần chủ động phối hợp tốt với các đơn vị và Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thành công mô hình chuyển đổi số tại địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình hy vọng rằng với mô hình chuyển đổi số tại xã Phong An sẽ phát huy được hiệu quả và tạo nền tảng để triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện Phong Điền.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao tặng trang thiết bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ngoài ra, hỗ trợ máy tính điều hành, Wi-Fi cộng đồng cho xã Phong An. Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị lần thứ 14 mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm, dự án, đề án về kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2023. 9 tháng đầu năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng đảng đề ra từ đầu năm. Hội nghị cũng đã thông qua đề án giải thể ba đảng bộ, chi bộ khối cơ quan huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và dân vận mặt trận huyện để thành lập các tổ chức cơ sở đảng theo mô hình chung của hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận, Bí thư Huyện ủy Trần Thị Hoài Trâm nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm, toàn hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình xây dựng cơ bản, ra soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực các hợp tác xã, chất lượng của các sản phẩm OCOP trên địa bàn, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Giao các ban của huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ mới thành lập thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho biết đã cho vay gần 387 tỷ đồng cho 989 lượt khách hàng thuộc chương trình nhà ở xã hội đến thời điểm này. Quá trình triển khai cho thấy nhiều bất cập cần sớm được khắc phục. Theo đó, thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đến thời điểm này, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 332.803 triệu đồng. Với 929 khách hàng còn dư nợ, doanh số cho vay từ khi triển khai chương trình cho đến nay là 386.624 triệu đồng với 989 lượt khách hàng. Dự kiến năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ thực hiện cho vay khoảng 110 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng vay vốn xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà để ở. Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên. Lãi suất cho vay hiện nay là 4,8% một năm. Trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy một số khó khăn tồn tại như mức cho vay tối đa đối với trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở được quy định không quá 500 triệu đồng một hộ. Với mức cho vay này hiện không còn phù hợp khi thị trường giá vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao. Nhiều hộ vay chưa đủ điều kiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ vay ở trên đất quy hoạch chưa đủ thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Việc thay đổi địa giới hành chính và điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn vay. Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, có 2.705 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 214,6 tỷ đồng, chiếm 5,73% so với kế hoạch giao thu. Trong đó, riêng tiền chậm đóng khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn là 487 đơn vị, với số tiền gần 78,8 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp nợ số tiền lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tắc Sơn Huế nợ 13 tháng với hơn 8,5 tỷ đồng, hợp tác xã thương mại dịch vụ Thuận Thành 146 tháng với hơn 6 tỷ đồng, công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế 29 tháng với 5,3 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thắng 32 tháng với 3,7 tỷ đồng. Trước thực trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm tiếp diễn theo chiều hướng gia tăng, trong tháng 9 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 82 đơn vị sử dụng lao động. Công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức cá nhân. Cũng chính nhờ việc vào cuộc thanh kiểm tra nên so với thời điểm tháng 7 năm 2023, số đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội đã giảm hơn 200 đơn vị. Thưa quý vị, không chỉ bị cắt giảm giờ làm, các hợp đồng, hàng loạt công nhân, người lao động của nhà máy xử lý rác Thủy Phương, chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, còn bị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trong nhiều năm qua, dẫn đến nhiều hệ lụy. Nhiều người gắn bó với công ty gần 20 năm kể từ ngày thành lập, nhưng đến khi nghỉ việc, xin việc nơi khác thì gặp rất nhiều khó khăn do nợ thời gian bảo hiểm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại nhà máy xử lý rác thải Thủy Phương vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Những công nhân lao động đến đây yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết các chế độ mà một lao động phải được hưởng, đó là lương tiền, bảo hiểm.
trợ cấp thất nghiệp và cả chế độ thai sản với nữ công nhân. Như chị Lan Anh sinh con đã hơn 4 năm, nhưng các chế độ thai sản, bảo hiểm vẫn không được nhận và bây giờ đang nghỉ việc. Họ là những người đã gắn bó với nhà máy xử lý rác từ những ngày đầu thành lập, trong môi trường lao động vất vả, độc hại và đã gắn bó gần nửa cuộc đời. Nếu tìm được công việc mới cũng là hy hữu, đến bây giờ lại phải chịu thiệt thòi. Trường hợp của em là cùng gắn bó với nhà máy đó cũng được 12-13 năm rồi. Mà được năm 2019 là em có sinh bé nhỏ, hiện tại cũng bé mà đi học một cháu lớn rồi, cũng được 4 tuổi hơn rồi, mà tiền sinh vẫn chưa nhận được, về các trợ cấp sinh vẫn chưa nhận được, là vì tại là nhà máy là hiện tại đang nợ của em là 4 năm 2 tháng, là chốt là từ 2019 đến chưa chưa nộp được rồi, bởi vì giải quyết cái chế độ sinh đẻ cho em chứ để 4 năm rồi, con em vô lập 1 rồi mà vẫn chưa giải quyết được. Em là đề nghị là các ban ngành, sở lương binh thương binh xã hội phải vào cuộc để giải quyết cho anh em, để cho anh em có cái chế độ an sinh, để sau này là có chuyện gì để cho họ còn có cái công việc về cái mức sống của người ta nữa. Đi vào hoạt động từ năm 2006 với công suất trên 200 tấn rác mỗi ngày đêm. Khi đó, công nghệ xử lý rác thải này được giới thiệu là tái chế sản phẩm nhựa từ bao bì ni lông, vật liệu xây dựng từ rác thải rắn và phân bón vi sinh từ rác thải hữu cơ. Thời gian đầu, nhà máy hoạt động khá suôn sẻ với khoảng 140 lao động thường xuyên và có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, đến thời gian từ năm 2018 thì nhà máy không nhận rác từ công ty môi trường đô thị Huế và lượng công nhân ngày càng giảm do họ tìm việc mới, nhưng chế độ bảo hiểm của họ chưa được giải quyết. Mong mỏi của người lao động là chủ sử dụng lao động đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về bảo hiểm cho họ. Làm sao công ty đóng bảo hiểm đầy đủ cho anh chị em, bởi vì công nhân nhà máy với anh chị em đây là toàn cực khổ hết, không có nhiều khi nghỉ mà không có đồng ra đồng vô, thì bây giờ anh em chỉ cần mỗi cái là bảo hiểm thôi, còn công ty mà tham gia đóng bảo hiểm cho anh em là công nhân mà tôi rất mừng, chỉ còn bọn tôi không cần đòi hỏi cái gì hết, đòi hỏi bảo hiểm rồi, mong các cấp chính quyền làm sao mà xem xét giúp đỡ. Từ một đơn vị được xem là tiên phong trong công nghệ xử lý rác, tái chế sản phẩm từ rác với nhiều kỳ vọng, đến nay cơ sở đã sập sệ, hệ thống dây chuyền bỏ hoang. Từ hơn 140 công nhân đến nay chỉ còn lại dưới 20 người và chỉ làm duy nhất một việc là đột lò xử lý số lượng tồn dư. Khó khăn như thế nào thì chưa hẳn, song trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đóng đầy đủ các chế độ cho người lao động trong quy định hiện hành của pháp luật. Theo tìm hiểu, hiện nay số lao động còn lại đang được cho nghỉ việc dần, nhưng chỉ bằng lệnh miệng từ tổng công ty. Do đó, các chế độ của lao động trong thời gian gần đây, người đã nghỉ việc vì bức xúc và hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Mong rằng thanh tra của Sở Lao động và Công đoàn tỉnh kịp thời tìm hiểu vấn đề và cho ý kiến bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thưa quý vị, giảm tải cho tuyến trên là một vấn đề lớn đang được ngành y tế tập trung xử lý, trong đó việc chuyển giao kỹ thuật y tế cho cơ sở là một trong những giải pháp tích cực. Mô hình này không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên mà còn nâng cao đáng kể năng lực cho tuyến cơ sở. Ghi nhận tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy sau 2 năm triển khai. Bệnh nhân Trương Thị Thủy nhập viện tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà vào ngày 22 tháng 9 năm 2023 trong tình trạng thường xuyên ngạt, tắc mũi, đau đầu, hít thở khó khăn. Chị Thủy được chẩn đoán và phát hiện bị vẹo vắt ngang mũi, quả phạc của mũi hai bên, viêm xoang hàm màng tính bên phải. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi chỉnh hình của mũi giữa hai bên, chỉnh hình vắt ngang mũi. Ca phẫu thuật được các bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã thực hiện dưới sự hỗ trợ chỉ dẫn của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Tổng Phục Hồi, Phó trưởng khoa phụ trách liên chuyên khoa tai mũi họng răng hàm mặt Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các phẫu thuật đã diễn ra thành công. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Đúng tuyến của bảo hiểm. Hai nữa là các bác sĩ với các bác ở đây cùng tận tình, với được giảm chi phí hơn. Được người nhà bệnh nhân chăm sóc dễ hơn. Một số kỹ thuật phức tạp như viêm đa xoang thì là
mời tuyến trên bệnh viện Trung ương 2 đã về giúp đỡ, mục đích là tạo được là một cái giảm chi phí cho bệnh nhân, cái thứ hai là giảm tải về các cái tuyến trên. Các bác sĩ đã lựa chọn phương án nội soi để xử lý tình trạng vi đại cuộn bụi giữa hai bên, tình trạng lệch vèo vách ngăn bụi, đồng thời tạo hình vách ngăn của bụi. Đây là ca mổ khó đối với y tế huyện Huyền, đã được Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà thực hiện thành công. Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã chính thức làm chủ được kỹ thuật này. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đơn vị phục vụ người dân tại địa phương tốt hơn mà không cần chuyển tuyến. Đây cũng là một trong những nội dung và nhiệm vụ chỉ đạo tuyến theo đề án 1816 của Bộ Y tế nhằm hỗ trợ y tế cơ sở cho bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương. Trung tâm Y tế đã nhận được chuyển giao của Bệnh viện Trung ương Huế rất là nhiều lĩnh vực như ngoài tai mũi họng, sàng, rồi các lĩnh vực khác đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Cán bộ thì nâng cao được tay nghề và dần dần làm chủ được các kỹ thuật khó trước đây là chưa làm được. Tháng 3 năm 2021, ca mổ đầu tiên được thực hiện tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà với sự hỗ trợ từ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Đến nay, tổng số bệnh nhân mổ xoang và mổ vách ngăn là 25 ca thành công. Khoa liên chuyên khoa răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà cũng đã mổ A gây mê tự chủ từ năm 2021 đến nay lên đến 258 ca. Mô hình này đã và đang khẳng định được hiệu quả tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà nói riêng cũng như tại các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Các trung tâm y tế đã chủ động thường xuyên thực hiện khai thác các kỹ thuật mới, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân tại địa phương và vùng lân cận. Người bệnh hưởng lợi từ kỹ thuật cao mà không cần chuyển tuyến, giảm tối đa chi phí trong quá trình khám chữa bệnh. Tiếp tục với những thông tin khác. Sáng qua, Trường Du lịch Đại học Huế tổ chức khai giảng năm học mới và chào đón 750 tân sinh viên K75. Với đội ngũ hơn 110 cán bộ giảng viên và gần 3.000 sinh viên toàn trường, trong những năm gần đây, Trường Du lịch Đại học Huế luôn đạt nhiều thành tích tốt trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Năm học vừa qua, tỷ lệ sinh viên xếp loại giỏi và xuất sắc của các khóa đều đạt trên 20%. Các sinh viên của trường cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong học tập và các phong trào đoàn hội. Phản hồi của các nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp từ Trường Du lịch cũng luôn ở mức tốt. Năm học mới 2023-2024, trường tiếp tục phấn đấu dạy tốt và học tốt với tầm nhìn xây dựng Trường Du lịch thuộc Đại học Huế thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ có chất lượng và uy tín trong lĩnh vực du lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đơn vị để phát triển bền vững. Dịp này, nhà trường cũng trao bằng khen và học bổng cho những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và các hoạt động đoàn hội. Hội người khuyết tật bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức triển khai giải chạy UpRay hành trình hạnh phúc năm 2023. Giải ủng hộ cho ba tổ chức xã hội bao gồm Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Green Việt và Quỹ học bổng Vữ A Dính. Đăng ký tham gia sự kiện UpRay 2023 bằng cách vào đăng ký đăng nhập app UpRay tại tab cộng đồng chọn sự kiện, tìm kiếm sự kiện UpRay 2023 và tham gia. Tại trang sự kiện UpRay 2023, chọn thông tin, chọn đối tác xã hội muốn ủng hộ tại UpRay 2023. Năm nay, UpRay 2023 sẽ được tổ chức trong thời gian 24 ngày, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023. Các tổ chức xã hội được chọn tham gia sự kiện sẽ được nhận số tiền do các nhà tài trợ ủng hộ cho giải chạy, căn cứ vào số km mà người chạy ủng hộ cho tổ chức xã hội, mỗi km tương ứng với 1.000 đồng. Trong những năm qua, cùng với cả nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, luôn dũng cảm sáng tạo, không quản ngại gian khó, sẵn sàng hy sinh thân mình lao vào đám cháy để cứu người và tài sản vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Phóng sự nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2023. Đây là hình ảnh vụ cháy lớn tại công ty cổ phần Quan Quan miền Trung, đóng tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vào lúc 7 giờ 27 phút ngày 21 tháng 3 năm 2023.
ngọn lửa bùng phát mạnh tại nhà xưởng chế biến bánh kẹo, nơi tập trung rất nhiều nguyên liệu dễ cháy nên nhanh chóng cháy lan sang cả khu vực khác, nguy cơ gây hỏa hoạn, hậu quả khó lường. Nhận được tin báo, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương huy động gồm 10 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chiến thuật chữa cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà xưởng khác và không gây thiệt hại về người. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ cháy lớn mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trực tiếp tham gia chữa cháy. Trong các cái vụ cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra có rất nhiều cái yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng đến cán bộ chiến sĩ chữa cháy như là khói khí độc, nhiệt độ cao, nguy cơ sụp đổ các cái cấu kiện xây dựng, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ chữa cháy là phải có kinh nghiệm, không ngừng trau dồi bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì trong các cái vụ cháy, sự cố tai nạn xảy ra đều có tính chất nguy hiểm, điều kiện chiến đấu khác nhau, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải tính đến phương án chiến đấu thật nhanh, chính xác, tuân thủ và mệnh lệnh của chỉ huy, có lòng nhiệt huyết cao đối với công việc để không những là đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cứu người, cứu tài sản của nhân dân. Cùng với việc thường trực 24/24 giờ sẵn sàng lên đường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác phòng ngừa cũng luôn được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đặt lên hàng đầu. Thời gian qua, trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng 592 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 857 điểm chữa cháy công cộng, tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát động phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, mỗi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 378 lượt các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, qua đó đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót, đồng thời hướng dẫn các cơ sở khắc phục để hoạt động an toàn. Bên cạnh đó đã xây dựng và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập trên 200 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đã diễn tập thành công phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tổ chức trên sông Hương được đánh giá cao. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao, các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn và kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chủ động trong mọi tình huống, luôn thường trực sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực tham gia chữa cháy kịp thời có hiệu quả, đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền vận động, xây dựng các mô hình an toàn phòng cháy thiết thực hiệu quả. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tâm huyết, yêu ngành yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu tính mạng tài sản cho người dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình sáng nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và Nam Đông 30-32 độ, huyện A Lưới 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 68-75%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao 0,25-1,25 m.